Tối nay sẽ thịt ngan. Hôm nay là vợ chồng em có lên đây ngủ thì nhà là cũng có nuôi được ngan ấy ạ. Nên là mang ngan từ nhà đi. Tối nay sẽ thịt ngan. Thử nấu cơm rồi á? À, đun nước uống à? Không, để anh chị tắm. Hả? Để anh chị tắm. Đun nước để anh chị tắm á? Thử là đun nước tắm. Đun nước cho vợ chồng em. Sửa đây tối có tắm không đây? Có. À. Xong rồi chú tắm. Đây anh trai nha, sửa nhá. Vâng. Này cô bác ơi, hiện tại thì bây giờ thì nhà của hai anh em sửa thì lên tường thì cũng khá là cao rồi ạ. Này, từ trước đến giờ thì các bác chỉ biết đến em sửa thôi, bởi vì là anh trai của em sửa thì đi làm ở dưới Hà Nội thì chưa có về được, hoặc là có thể là dịch bệnh quá nên là không về được, thì cũng không biết là tình hình dịch bệnh phức tạp như này thì anh trai của em sửa như thế nào. Thì hôm nay thì em có sẽ gọi điện hỏi thăm anh trai em sửa một chút ạ. Sửa chắc cũng lâu lắm rồi không được nói chuyện anh trai á. Em gọi xem là có chuông không. À đây có chuông. Gọi cho anh trai em sửa xem nhà. Alo. Ôi mạng mình yếu quá nhà trên này ấy. Alo. Chị. À chị chào em. Em khỏe không? Mạng yếu. Mà em khỏe không? Chỗ chị mạng yếu rồi sao ấy? À, chỗ chị mạng yếu quá. Vậy để chị quay lại. Rồi rồi. Rõ hơn chưa? Rõ hơn chưa? Chưa, vừa nghỉ. Em vừa nghỉ á? Dịch như này em vẫn đi làm à? Có. À. Với em ở, ăn ở công ty mà. À, ăn ở công ty à? Em thử quay thọc mặt em nào, cho anh chị nhìn mặt em nào. Cho chị xem mặt em một tí. Đâu xem nào? À đây. Đây, ai đây? Ai đây? Em gái. À, em gái à. Thế em đi làm công việc gì ở Hà Nội? Em làm xưởng giấy. À, đi làm ở xưởng giấy à? Vừa mới nghỉ à? Quay cái mặt xuống thì vậy à? Không sao. Em quay mặt của em giữa trung tâm máy ảnh đi. Cho chị xem mặt em một tí. Đây. Đây, đây đúng rồi. Đúng đấy, rồi. Ồ đẹp trai thế nhỉ? Đẹp trai nhỉ. Có muốn xem nhà không? Để chị quay cho xem nhà nhá. Đây. Thấy nhà mình chưa? Rồi ạ. À. Đây. Mọi người đang làm đây. Thế em đi làm thì sáng mấy giờ đi làm? 7 giờ rưỡi. À 7 rưỡi đi làm đến 6 giờ là nghỉ à? 7 giờ đi làm xong gần 6 giờ. 6 giờ kém nghỉ. À. Thế có nhớ nhà không? Có. Nhớ em gái không? Có. À. Sắp có nhà mới này có vui không em? Thế sắp có nhà mới như này thì cảm nghĩ của em như thế nào? Em cảm thấy rất vui ạ. À, em cảm thấy rất là vui à? Vâng. À. Thế có muốn nói lời gì đối với các mạnh thường quân không? Các mạnh thường quân giúp đỡ em làm nhà ấy, hay anh em ý? Có. À. Em nói cái gì? À, nói gì? Em đưa máy hẳn như này đi. Nếu chị nhìn rõ tí, đấy. Đúng rồi đấy, cứ để như thế. Không phải giấu mặt làm gì. Không ngại đâu mà. Có ai đâu, ngại. Và anh có muốn nói lời gì với các mạnh thường quân không? À, em xin cảm ơn các mạnh thường quân và những người đã ủng hộ em. Vâng, giúp đỡ anh em làm nhà. À. Đây, cho em xem một tí nữa nhá, đây. Xem qua căn nhà nhà em nhá. Đây. Đây là phòng khách này. Còn kia là hai phòng ngủ của hai anh em. Dưới kia là bếp. Đây. Tôi đi quay hẳn đi.
Đây xem, sợ mạng yếu này. Bởi vì trên này sóng 4G yếu quá. Đây này, cửa sổ này. Đây, các bác thợ đang làm đây. Đây, một phòng. Phòng thứ hai đây. Còn đây là bếp này. Phòng bếp. Còn cái chỗ này thì mai kia sẽ xây thêm một cái ống khói nữa. Đây, còn chỗ này là bến rửa. Mấy nữa là sẽ xây nhà tắm, nhà vệ sinh ở dưới này. Đây. Đấy. Còn nhà cũ của mình ở bên này thì anh chị vẫn để nguyên. Thế có nhà mới như này có thích không? Có. À, có à? Thế bao giờ em mới về? Không biết được. À, xem dịch có giảm đi không, người ta có cho về không? À, nếu như mà em đi làm người ta không cho nghỉ thì em vẫn đi làm kiếm tiền à? Không, người ta không cho nghỉ thôi. À, người ta bao giờ mà người ta không có việc làm thì mình mới nghỉ gì? Vâng. À, đi làm thế có gửi tiền về cho em gái không? Có. À. Nói chuyện với em gái một tí nhá. Để cho đi nói chuyện với em gái. Đâu rồi Sứa ơi? Sứa ra ngoài có mạng này. Đâu rồi? À. Em khỏe không? Có. À có à. Đâu rồi Sứa đang ở trong bếp. Đây đợi một tí, tí Sứa ra nói chuyện. Trắng hẳn ra nhỉ. À. Đẹp trai mà, giống bố nhỉ. Đi làm vậy vất vả lắm á? Không ạ. À. À. Công việc bình thường. À, công việc bình thường à? Thế ngày trước em đi làm thì em làm những công việc gì? Chưa. Vâng. À, ừ. Trước năm ngoái thì đi làm công trình. À, năm ngoái đi làm công trình à? Đi phụ vữa người ta à? À, vậy vất vả nhỉ, nếu mà đi làm công trình thì vất vả. Em biết mình khổ thế nhá, nhưng không được chơi bời đâu nhá em nhá. Vâng. Ừ, chăm chăm chú làm thôi, tiền để dành sau này mà chuộc đất đai ấy. Thế không được dính vào tệ nạn xã hội đâu nhá. À, không được ăn chơi đua đòi đâu nhá, mình đi làm mình cố gắng nhá. À. Thế có tính bao giờ là chuộc lại ruộng đất của bố mà ngày trước đã cắm không? À. À, từ từ thôi à? Nhưng có tiền có muốn chuộc lại không? Có chứ. Em vẫn chuộc lại mà. Em vẫn chuộc lại à? Thế đi làm đến bao giờ mà đủ tiền thì mới chuộc à? Bây giờ đủ tiền chưa? Chưa. À. Đây cho nói chuyện với em gái này. Đây nói chuyện Sử. À, đây. Ô. Nói chuyện với anh trai chứ Sử nữa. Hỏi xem anh có khỏe không Sử? À, anh trai khỏe không này? Em để anh em nói chuyện đi. Cam đi. Đấy. Đấy. À, nói chuyện với anh trai tí. À. Nói tiếng Hà Nhì. Nói tiếng Hà Nhì thôi mà. Anh em hỏi thăm nhau. Anh em lâu lắm rồi còn không được gặp mặt nhau. Thế anh trai hỏi thăm gì Sử đi, em hỏi thăm em gái gì đi. Không, Sử đang cúi mặt đây này. Ngại à? Thỏ. Đi hỏi thăm em gái đi. Ô. Nào. Nào, ngẩng mặt lên. Cho anh trai nhìn mặt tí, không rồi lâu lắm rồi. Chẳng về chẳng thấy đâu. Hai anh em chắc lâu không gặp mặt nhau đúng không Thỏ? Nửa năm rồi đúng không? Mấy tháng rồi, từ Tết rồi đấy. Nào hỏi thăm anh có khỏe không? Nào hỏi xem. Nào. Sử. Sử, nào ngẩng mặt lên. Nào Sử. Không, Sử đang khóc rồi. Ôi, thôi đừng có khóc. Chắc anh trai làm gì Sử à? Sao lại không? Anh trai có đánh em không? Thôi, Sử khóc rồi này. Thôi, Sử, khóc anh, em khóc anh là chị khóc theo. Sử, có anh không? Ừ, bà có nhớ anh không? Hả Sử? Ôi, Sử khóc rồi là em cũng khóc theo rồi. Làm sao mà khóc? Anh đánh à? Anh có bắt nạt không?
Thế thó có bắt nạt sử không? Không ạ. À không. Ừ. À. Chắc là em gái chắc nhớ anh trai quá, cảm động này. Ừ. Có nhớ anh trai không? Vừa anh dạ nói mà. Ừ. Hả? Có nhớ anh trai không? Hả? Có không? Hả sử? Sử? Hả? Có nhớ không? Hả? Sử không nói nên lời rồi. Thế thó có nhớ sử không? Có. À, có à. Ôi. Có thương anh trai không? Sử. Bà anh làm đi, bây giờ đang dịch như thế thì cố gắng giữ gìn sức khỏe à? Ừ. Hôm nào hết dịch thì về thăm em. Đấy. Ừ. Mai kia là anh Thó về là hay anh là có nhà mới rồi mà ở rồi. Thế là anh Thó về phải mang quà về cho em gái nhá. Em gái đang khóc rồi nhớ nè. Chắc nhớ quá không nói lên lời nhỉ. Ừ. Cúi mặt rồi, ngẩng mặt lên không sao, không khóc. Không khóc, không khóc Sử. À? Sử chắc vẫn còn trẻ con quá. Sử còn nhỏ tuổi. Thế thôi nhá, em nghỉ ngơi nhá. Chị tắt máy đây nhá, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Đi đâu nhớ đeo khẩu trang vào nhá. Rồi. Thế nhá, chị chào em. Vợ của chú giờ cho một sách sang. Cô cho cháu à hay bán? Cô cho à? Cho hay bán đây. Cho đây. Đây Sử cầm cháu xin cầm dao này. Không khóc nữa. Vợ. Cô bảo không phải mua đâu. Thôi đi vào trong nhà đi Sử, không khóc nữa nhá. Nhá, đi vào trong nhà. Đi. Cháu xin nhá. Đây, để dao lên trên bàn. Thôi, khi nào thì anh rảnh thì anh về thăm em nhá. Sử nhá. Anh vẫn bệnh khỏe. Anh vẫn khỏe. Đây, bây giờ là tình hình dịch bệnh rất là phức tạp. Đấy, cũng rất là may mắn là anh trai của em Sử là em Thó thì vẫn còn được đi làm. Công ty là họ vẫn làm ý. Là coi như là em bảo là không được đi ra ngoài, chỉ có đi làm thôi. Em Sử là lúc mà gọi điện cho em ý, cho em Sử thì hiện tại thì vẫn đang rất là khỏe cô bác ạ. Đấy, vẫn đi làm để mà kiếm tiền nuôi em đi học. Đây, đi làm là cũng có gửi tiền về cho em để mà đi học. Đấy. Anh trai như này là quá tốt ý nhỉ. Đấy. Ngay đây trẻ có tiền kiếm gạo cho con ăn. Đây em sinh năm 2004 là ngày trước là cũng đi học cấp 3 chắc cũng được vài tháng là không có điều kiện, không có tiền là em bỏ học đi. Bỏ đi kiếm tiền làm thuê để mà cho em đi học tiếp đấy. May là anh trai em còn biết nghĩ đấy nhỉ, không như bố của cái bạn xe kia thì thôi rồi. Vâng, cái kia là bếp ạ. Và có đẹp không ạ? Có đẹp. Ngài gì không nói tiếng Kinh. Con ngủ như này có béo lắm, không cô? Không bé. Không bé đâu. Nếu mà không đánh chiếc anh thì cắt đấy, mà đánh chiếc anh thì cắt cánh. Đấy, bây giờ thì anh Thành với lại em Sửa sẽ đi mổ ngan. Đấy, tranh thủ là phụ chị Vân nấu cơm để cho chị Vân còn phụ các bác xây để cho nhanh. Vân đảo vữa à? Vẫn sớm mà vẫn còn nắng chưa? Đâu nắng đâu, 6 giờ tối rồi, hơn 6 giờ rồi. Cô này là mổ ruột thừa 4 lần chị Vân ạ. Ừ, 4 lần rồi. Bây giờ là không đi làm được việc nặng đâu. Thế nên bác Hà về thì bây giờ bác về sớm đi. 6 rưỡi này còn không, bác ngủ ở đây. Bác Hà, không phải ở đây. Nay làm món gì đấy hả anh? Ngan ấy. À, ngan xà lăn. Ngan xà lăn. Bây giờ là... cổ cánh xà chuẩn bị 7 giờ rồi đấy ạ. Tối rồi đấy. Sớm. Ăn sớm rồi.
Những chuyện vẫn làm đúng không? Vâng. Chị vẫn làm lòng à? Sửa đâu rồi ạ? À? À, đi về tắm à? Này, phía bên này thì anh Tuyển anh đang đổ cái rầm cửa. Sắp nghỉ chưa anh? Chưa. Còn ít nữa nữa. Vâng. Đây, ít bê tông anh đổ nốt mấy cái mảnh tô. Có bát này mà lọc thịt chưa anh? Chưa. Đây. Này xù xù cái này, ớt xanh này không cay đâu. Già gọt vỏ đi. Nó có nhanh không ạ? Vào. Vào á? Vào với chất khoảng 2 cây. Bây giờ thì trời tối rồi. Ông Tiền bắt đầu thăm bóng điện cho sáng để làm. Tối hôm nọ là cũng thắp sáng như này để xây hả anh? Này, thời tiết ở trên này ấy, thì sáng ra với lại buổi tối là sẽ hơi se se lạnh. Không phải se đâu, mà lạnh ý. Vâng. Thời tiết ở trên này thì cũng dạng như kiểu là thời tiết Sapa cô bác ạ. Đấy. Nổi hết da gà lạnh thế. Xào nó ăn mới xào thôi chứ không bao giờ. Vâng. Em bảo là nấu canh đi. Nấu canh xương đi nhá. Ủa. Chặt bó chia ra cho rộng một tí đi ăn than lên hết đấy. Đây à? Lột cơm xuống hết đấy. Đây nhá. Từ từ em không mở mắt được, khói quá. Đâm dầu đâu à, kìa. Đây từ từ. Đây 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 đây. Vâng. Thật sự nhà bố mẹ em cũng đun chung như này ấy, nhưng mà không khói như này. Này nó bí hơn ấy, nhà bố mẹ là ván gỗ ấy. Vâng. Đầu có em bổ nồi. Ta chả lên. Ủa. Quá gì cái gì à? Không ạ. Ê, cho tí nước vào đây. Con chùa từ đâu? Con thở đang khóc. Em không mở mắt được rồi. Đây, xem mắt thì ngang. Tảo vào luôn nhá. Thái quả ướp cho vào. Thank you.
Ai muốn đây sặc sụa. À, là hứng này á. Vâng. Ngon lắm xào này chị. Này là bữa cơm chảy nước mắt rồi. Chị cũng suýt xoa mà. Đây bây giờ là món xương băm với lại lòng mề xáo ớt ạ. Chị Vân đi tắm đi. Cái này chín rồi. Được rồi. Lạnh lắm nước ở đây kìa. Vâng, trên này tối lạnh lắm. Nên nếu như mà cô bác nào mà chưa biết, chúng em hay trêu nhau là tắm tiên như nào thì đây. Ngày hôm nay đây là đúng kiểu tắm tiên đấy ạ. Đây tắm tiên là cứ tắm ngoài trời như này, không có gọi là cái gì quây che vào đâu ạ. Đấy cứ thế này mà tắm rồi. Gọi là tắm tiên ạ, mọi người trêu như thế. Em có thấy là đa phần là trên vùng cao ấy thì vẫn còn nhà là do có thể là điều kiện chưa có hoặc là họ chưa thích nghi được với lại cái cuộc sống văn minh ấy ạ. Thì họ vẫn còn là tắm tiên như này và nước uống các cái là họ cũng đều ăn thẳng như này hết. Em có thấy đa phần là trong làng này thì vẫn còn. Có một số nhà thì hầu như là năm nay là mọi người bắt đầu xây nhà tắm nhà vệ sinh. Chứ ngày trước là toàn đều như thế. Bây giờ là vẫn còn, một số nơi vẫn còn đấy em thấy. Đây, chưa có đâu. Em nhớ là ngày xưa là bên nhà của xóm anh Trao là cũng ăn nước thẳng là cũng đều tắm tiên hết. Kể cả xóm nhà ba bà cháu cũng thế. Cắm mồm ở đây uống. Vâng, kể cả xóm nhà ba bà cháu thì năm ngoái là cũng được các mạnh thường quân là giúp đỡ tét nước các cái thì nếu không có thì bà con cũng đều là ăn nước thẳng và tắm tiên hết ạ. Này. Cái tối này là không ai nhìn thấy là cứ vậy mà tắm thôi. Mà nhìn thấy thì cũng chịu. Này, hai nồi nước. Này họ nhìn thấy thì cũng kệ thôi nhỉ chị Vân nhỉ. Tối ai đi vào đây đâu. Đây anh Tuyển vừa thắp cái bóng sáng đi à. Không ai nhìn thấy mà họ không dám nhìn đâu. Nghĩ mong là họ hay tắm như vậy xong họ cho cái váy vào chỗ cổ ấy nhỉ, cái váy tròn tròn ấy. Đấy, ví dụ như là em với anh Thành này với lại mọi người là biết chị Vân đang tắm bên này thì sẽ không ai đi ra bên này để mà nhòm ngó. Đấy. Không nhìn vào chỗ này. À, món gì nữa đây anh? À, đậu xào thịt đấy. À, trưa nay của các bác thợ à? Cái bạn đầu to to đấy á chú. Áo đỏ đỏ đấy á. Ăn trộm ăn lắm á. À. Nó ăn trộm con gà. Thế bạn ấy bảo là không ăn trộm đâu. Rồi sau khi mà tắm xong thì bây giờ sẽ ăn cơm đây ạ. Đây là ở đây có món là thịt ngan xào này, ớt xào với lại lòng mề này, canh này, su su này, đậu xào thịt này, đỡ khói rồi. Hôm nay là anh Tuyển vẫn nghỉ sớm nhỉ, bây giờ là 8 giờ 15 phút rồi. Đây, đỡ khói hơn rồi đấy. Đỡ khói. Mình chính đây chú ạ. Món ớt cay đấy nhỉ. Ớt này mới không cay này. Đây mình chính đây chú ạ. Dựa đi. Tại cái bếp khói quá chú ạ. Ừ. Ăn sớm rồi. Chú khỏe chú nhá. Mấy bác mời chú mời anh chị ăn cơm đây. À, nếu mà chú ăn cơm thì anh chị ăn cơm, sứ ăn cơm nhá. Đây có cô các bác ăn cơm. Lại xài bé quá, tại tối rồi. Ăn nhỉ, ớt nhỉ, chú giờ. Nó ớt xanh này không cay, ớt đỏ có cay không hả chú? Quả ớt này chín ý. Này con nhan nó không đẹp, nó hơi nhạt. Ok. Nó mòn. Nó dài chắc không ăn được á. Hơi đỏ đỏ hình làm chưa? Mòn. Hôm nay toàn đồ nhà hết đấy. Ngan nhà này, su su nhà này, ớt nhà này. Cái đậu thịt là ở chợ. Người cũng người nhà nữa chứ. Ăn nóng món này rất là ngon ạ. Vâng. Rồi gắp thịt ăn đi nhá. Mọi người
Nên bọn em đang bảo là không cần phải chan canh đâu mà cơm chan nước mắt là đủ ăn rồi. Cơm chan nước mũi. Đây là thịt ngan xào này. Trong lại thêm ăn ớt rồi nữa. Xô xô đi đào cái chiếc ao thì bò sờ đi lấy nha. Dạ vâng. Ước cái gì? Ớt cũng có nhỉ chú nhỉ? Theo đậu tương thì có. Vâng. Trong mỗi giờ thì... Cái đậu tương của mình trên này chắc ngon lắm nhỉ chú Giờ nhỉ? Ui, cái gì đấy? Đậu tương á? Vâng. Tự làm đậu chắc ngon lắm nhỉ, đậu tương nhà mình trồng nữa. Ngon mà. Khó bón lắm. Bây giờ ăn được hết rồi. Già rồi nhỉ. Tươi mới có không? Vậy cô có đi bán hàng ở chợ không ạ? Su su này, ớt này có bán không? Có mà. À. Bán kiếm thêm tiền đấy nhỉ. Su su ớt à. Làm bí đào, đi ăn một mất thêm một ít. Bạn kia bảo là không có cơm ăn, chắc là vậy trong hội đấy là nấu cơm ở đây không nọ nhỉ? Đúng chắc không có ơi, cơm ăn nhỉ? Đấy mà. Bố nó ở nhà mà bố nó đi nhập tàng, đi thường. Sao nó bảo không lấy? Nói thế thôi nhỉ, nó ngại. Cho thì không lấy đâu, nhưng mà để nó tự lấy thì nó lấy ngay. Nó bảo bố đồ to kia, nó bảo hôm qua bảo là nó bảo mất hết cái gạo. À, họ mất hết gạo á? Không có cái đồ này thôi, hôm qua mình bị lấy thôi. Vậy mà trẻ con này khổ quá nhỉ. Bố thì đi lang thang như thế, xong rồi mẹ thì bỏ đi Trung Quốc lấy chồng nhỉ. Cho con cái thì không ai kiểu dạy mình không dạy dỗ, không đàng hoàng nhỉ. Bố nó bỏ rồi. Vâng. Không ai dạy dỗ lơ trốn. Mình không dạy dỗ đàng hoàng là hư hết. Chắc là kiểu cái quạt nó thổi vào thì lạnh. Cuốn chân. Cứ lôi chân vào, thử cứ lôi chân vào thì con kia này đạp ra. Thế Sử nằm giữa hai đứa bé gác vào à? Thế thì nửa đêm có thấy bố về không Sử? Không à? Có. Hầu như đêm nó ngủ không tỉnh. Nếu mà gặp bố Sử về thì phải nói điều gì chú Giáo? Không nói gì đâu. Không nói gì nhỉ? À? Nó không vào đâu. Thật nó sao vào được. Bố hay gì thì nó không vào. Này cúng hết rồi. Người mưa thì vào ấy. Nghe không được. Ba đây. À bây giờ ba đây. Cháu cũng thế mà. Hôm nay cháu gọi điện cho anh trai của em Sử. Thì anh Thó thì vẫn đi làm được. Công ty họ vẫn đi làm được. Nhưng mà không được đi ra ngoài. Thì gọi là đi làm thôi, xong rồi đi về chỗ ăn ngủ của tôi. Cái này cái đầu này. Làm đường này. Và chú dùng đi. Và cháu không ai biết dùng đầu. Sử lại phải ăn thịt mạnh và ăn khỏe và cho nhanh lớn. Chứ là... Còn là... ngoan nè. Ngoan thì mới đi làm được như vậy chứ. Đây, hồi trước bé là có hay đi trộm cắp trong làng như kiểu mấy bạn nhỏ ở đây không? À, không à. Không ngoan thì làm sao mà đi làm thật đấy. Đây cũng dặn, đấy, biết dặn hôm nay đi cũng làm dặn khó ấy. Tiền em dặn khó là bây giờ biết là mình khổ rồi ấy, thì cứ làm đi. Đừng có đua đòi hay chơi bời gì đấy. Cái này không giữ tiền về mà lấy đất thì... ấy. Em đi làm một tháng được có mấy triệu thì khó lắm. Đất mấy chục triệu ở đất. Giữa nào cũng đều hai bác. Ngủ tí nhá, có bề nhiều trộm cắp quá. Làm ở đây muộn rồi, hôm qua cũng vẫn có người sang đây. Tối vẫn có người sang hỏi thăm, toàn những cái ông ngày xưa anh gặp rồi. Ông ăn thuốc đen đấy á? Cái chuyện như là cái đội đấy. Vậy ở trên mình có nhiều người nghiện không chú? Trên đấy thì bây giờ nó sắp bắt hết rồi. Sau khi bán cơm xong thì bây giờ chúng em đi ngủ thôi ạ. Buổi tối này á? Tối ngủ ừ. Tối lắm ạ. Đen xì luôn mà. Thế chị sợ em mặt lên. Chụp môi giờ. Là tối. Tối á? Ngủ sáng đây. Cho em đi ngủ thôi ạ. Hiện tại thì bây giờ đã là trời sáng rồi đấy ạ. Xem mấy giờ chị vẫn đang dậy rất là sớm. 5 rưỡi. 5 giờ kém. 6 giờ kém. Lạnh từ đây buổi sáng. Nhìn thời tiết này như kiểu Tết ấy nhở. Trời như sáng cả ngày cả đêm đâu nhỉ.
Sử đang ngủ. Qua cõi có gặp bố Sử không? Không. Chả thấy gì. Lửa đêm mở mắt mấy lần chẳng thấy gì. Mà ngư là gì? Mà xì nhà là không biết chứ. Mà ngư à? Gũ y là đi về. Vâng. Công việc của một buổi sáng sớm đấy ạ. Chị Vân chưa ăn mì tôm đã làm rồi á? À, không ăn á? Bây giờ đảo vữa luôn nhỉ? Làm sớm đấy. Còn chưa 6 giờ. Nào. 15 phút, à 13 phút nữa mới đến 6 giờ. 6 giờ sáng đấy, sớm thật đấy. Tranh thủ làm tiến độ cho nhanh à. Vậy em cũng đi ăn, cứ tờ mờ buổi sáng thì ở trên này thì các chị em phụ nữ người Hà Nhì là sẽ đi vào trong rừng để mà đeo củi về. Nên một là sáng ngày hôm qua thì đi chặt sớm, sau đó thì đi về đi làm nương. Ngày hôm nay thì bắt đầu là đi mang củi về đấy, kia kìa. Đây, mang cái điệu đi này. Đây, bây giờ thì mời các cô các bác ăn sáng ạ. Sử tí dậy là khác ăn. Bây giờ sớm quá không? À, làm lúc mà Sử mới dậy à? Hơn 7 giờ. Ồ, anh ăn sáng nhá. Ý tưởng cái chăn này là của Sử. Không. Vậy của ai? Bạn mang sang. À. Cả chăn cả cái gối này. Cả chăn cả gối là của bạn mang sang á? Cái nó bạn này, bạn này là anh chị mua thôi. Cái này là bạn là làm nhà. Đã mua ra. Nó vì có tiền. Bên nhà chú kia nó không có, nó nằm cái giường. Đấy gọi là của chú nó có mang. Chứ không có gì. Ê, quý cô bác ơi, sau khi mà em có ăn xong mì tôm thì bây giờ là mặt trời đã lên rồi đấy ạ. Đây là buổi sáng sớm, bình minh trên bản nhà em Sử đấy ạ. Buổi sáng ở trên này thì rất là bình yên. Mọi người đều dậy rất là sớm. Bà đã đi lấy củi về rồi ý ạ? Hả? Bà đi lấy trên rừng về à? Này hiện tại xem nào, xem bây giờ là mấy giờ rồi mà bà của Bia với Mờ là đã đi lấy củi rồi đấy ạ. Thế nào, hiện tại bây giờ là 6 giờ 39 phút mà bà đã đi vào trong rừng để mà lấy củi về rồi.
Bà khỏe thế ạ? À. Bà đi cái đường này là đường tắt để đi về nhà thì gần hơn. Không duyên đấy. Ồ bác à, sớm thế bác, 6:30 bác ạ. Bác ở nhà 5:30 đi à vậy?